Nam Em lần đầu kết hợp cùng Ân Hoàng Phúc cháy hết mình tại Đà Lạt. Mới đây, Ân Hoàng Phúc và Nam Em đã cháy hết mình với khán giả trong đêm nhạc tại Lululola, Đà Lạt. Đây cũng là lần đầu tiên kết hợp của giọng ca Thà Rằng Như Thế và Nam Em. Tháng 6 là quãng thời gian Đà Lạt thường xuất hiện những cơn mưa, nhưng dường như thời tiết lại chiều lòng người. Cơn mưa lớn đã tạnh ngay trước đêm nhạc của Ân Hoàng Phúc, dù trước đó mưa không ngớt từ sáng sớm. Điều kiện tự nhiên thuận lợi lại nhận được tấm chân tình của khán giả, Ân Hoàng Phúc đã cháy hết mình với những ca khúc đình đám một thời làm nên tên tuổi của anh như Thà Một Lần Đau, Người Ta Nói, Mỗi Người Một Nơi, Xem Như Anh Chẳng May, Baby I Love You, Vì Một Người Ra Đi, vân vân. Đúng với cá tính của Ân Hoàng Phúc, dù ở thời tiết nào, anh vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết để mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho người nghe qua từng tiết mục. Khán giả càng thích thú và xúc động hơn khi nam ca sĩ tiến đến hàng ghế khán giả và dành cho mỗi người từng cái chạm tay ấm áp. Cũng trong đêm diễn này, Nam Em xuất hiện với vẻ ngoài kiều diễm, xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Em có cơ hội kết hợp cùng đàn anh là Ân Hoàng Phúc. Giọng ca mạnh mẽ, tình cảm của Ân Hoàng Phúc hòa cùng chất giọng ngọt ngào sâu lắng của Nam Em khiến cho khán giả chìm vào không gian âm nhạc đầy ấn tượng. Năm 2022 là năm nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc ra mắt hàng loạt dự án quan trọng gồm web drama Phúc Cọp, MV Trọn Vẹn Nghĩa Tình kết hợp cùng rapper Huawei, live show Chạm, Khoảng Trời Thanh Xuân, ấn phẩm sách Chạm. Sự trở lại với hàng loạt dự án hot hòn hòt cũng là cách để Ân Hoàng Phúc đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ luôn yêu thương, dõi theo anh trong chặng đường làm nghệ thuật. Ca sĩ Ân Hoàng Phúc nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ suốt thập niên 2000. Nhờ vào chất giọng ngọt ngào phù hợp với xu hướng thị trường, anh đã tạo nên một làn sóng âm nhạc cực kỳ thành công. Có lẽ thế hệ 8X, 9X yêu âm nhạc, không ai là không biết đến chàng ca sĩ điển trai và đa tài này. Dù đã qua thời vàng son, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thành công của chàng ca sĩ Thà Rằng Như Thế. Cho đến bây giờ, khi những bản nhạc của anh vang lên, nhiều người vẫn nhớ, cất giọng hát theo và nhớ về cả một thời quá khứ. Đó là một thành công vượt thời gian mà không ai có thể phủ nhận được. Bạn thấy sao về sự kết hợp hoàn hảo này của cặp đôi Nam Em, Hoàng Phúc? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé!